Đệ tử quy Phép tắc người con Giảng tọa Con đường đạt đến nhân sinh hạnh phúc Giám định Lão Hòa Thượng tịnh không Người giảng Thầy Thái Lệ Hút Giảng ngày 15 tháng 2 năm 2005 Đến ngày 23 tháng 2 năm 2005 Giảng giải đệ Tự quy Tập 17 Các vị bằng hữu, xin chào mọi người Các vị bằng hữu, chúng ta vừa nhắc đến chuyện Minh Thái Tổ tặng Trịnh Liêm hai quả lê lớn Nếu như các bạn là Trịnh Liêm Thì các bạn sẽ xử lý ra sao Sẽ đem chúng đi nấu đúng không ạ? À? Chúng ta hãy cho vị này một tràng pháo tay Chắc các bạn đều biết Quả lê khi nấu được chín thì rất tốt cho cổ họng Cách làm của tịnh liêm cũng tương tự Như cách làm của các vị bằng hữu đây Ông đã đem hai cái thùng nước lớn Mỗi bên bỏ một quả lê vào Rồi dầm nát số lê này Khiến cho nước ép ra từ trái lê hòa vào nước trong thùng sau khi làm xong nào mọi người hãy uống một bát đi sẽ bình đẳng lòng người sẽ rất bình yên để cảm thấy thật công bằng mặc dù những người trong họ với trịnh liêm không hẳn là họ hàng gần nhưng họ vẫn cảm thấy rằng vị trưởng bối này đáng được tôn kính sau này minh thái tổ còn hỏi ông là Khanh làm cách nào quản lý được một ngàn người này Khanh rút cuộc đã dùng phương pháp gì Kết quả tịnh liêm đã trả lời bằng một câu là Ông nói không nghe lời của phụ nữ Các vị bạn học nữ Đừng nên nhìn thấy câu này rồi Nói tôi không muốn nghe nữa tôi đi đây Đừng nên y theo nguyên văn mà giải nghĩa Bất cứ câu nói nào đều mang ý nghĩa thời đại của nó bởi vì chúng ta cần phải hiểu phụ nữ thời xưa nói chung như thế nào vậy không có cơ hội được đọc sách thánh hiền nên họ vẫn chưa lãnh hội được tâm lượng của thánh hiền sẽ khó tránh được có một chút tâm tự tư chỉ cần có tự tư dành cho con cái của chính mình nhiều hơn một chút thì sẽ tạo ra những lời quán trách từ phía người khác Cho nên quán trách sanh ra là vì có tâm tự tư Trong toàn bộ gia tộc mà rất nhiều tế bào Đang bắt đầu tranh chấp lẫn nhau Thì toàn bộ một ngàn người sẽ như thế nào vậy? Sẽ chia rẽ Nhưng mà phụ nữ thời đây đều có đọc sách Nên lời nói Tương đối không còn tự tư tự lợi mà còn có thể là nam giới còn tự tư hơn. Chỉ nghĩ cho bản thân mà thôi. Thí dụ như có người nam như vậy thì tính cách của anh ấy tương đối giống như đàn bà vậy. Cho nên câu nói này các bạn phải hiểu theo nghĩa rộng chính là ở trong gia đình tuyệt đối không thể so đo tính toán. Vì như thế nhất định sẽ tạo ra tranh chấp Người ta có thể duy trì được cả ngàn người Không phải là Không có nguyên nhân Nhưng con người Vì sao lại muốn tranh chấp vậy? Vì sao vậy? Họ cảm thấy rằng hình như Cái mà Họ tranh được là của họ Cho nên câu tiếp theo cho chúng ta Một phương pháp quan trọng làm cách nào có để anh em nhường nhịn Trong gia đình nhường nhịn Có thể chung sống hòa thuận An vui Câu tiếp theo là Tiền của nhẹ oán nào xanh Lời nhường nhịn tức giận mất Thời xưa có một đứa trẻ tên là Khổng Dung Em mới 5 tuổi Lúc chia lê Em đã đem quả lê khá to Nhường cho ai vậy? Nhường cho anh trai nhường cho anh trai ăn thì thực thái độ như vậy là hoàn toàn chính xác bởi vì những công việc nhà em có thể làm ít hơn số việc nhà của anh trai hiện giờ chúng ta đều nói đến bình đẳng bình đẳng phải bình đẳng với trẻ nhỏ câu nói này có đúng hay không vậy câu nói này phải xem các bạn giải thích như thế nào phải nên dựa trên nhân cách mà bình đẳng bạn tôn trọng chúng vì chúng là một cá thể Chứ không phải phụ thuộc vào bạn Nhưng vì chúng hãy còn nhỏ Xin hỏi kinh nghiệm cuộc sống của chúng có bình đẳng với của các bạn không? Không bình đẳng, đúng vậy Tri thức cuộc sống của chúng không bình đẳng với các bạn Nên bạn cần dẫn dắt chúng Cần dạy dỗ chúng Cho nên cần phải có tôn ti trật tự Thì chúng mới có thể sanh tâm như thế nào? Cung kính với bạn được nếu như chúng đều đứng ngồi ngang hàng với bạn thì sao chúng có thể cung kính với bạn được chứ cho nên sự bình đẳng này chúng ta phải nhìn cho rõ khi con trẻ có sự tôn ti lớn nhỏ thì chúng mới biết được hoặc ăn uống hoặc đi đứng người lớn trước người nhỏ sau cho nên tại vì sao trước khi cha chưa đi làm về thì con không thể ăn cơm đó là vì cảm niệm đến sự vất vả khổ nhọc của cha bởi vì gánh nặng của toàn bộ gia đình đều đặt lên vai của ai của cha cho nên điều này là từ trong lễ nghi khiến cho con trẻ phải luôn luôn nhớ đến sự vất vả của cha mình chỉ như cha chưa đi làm về nhà mà con trẻ ngang nhiên tự tiện cũng không dùng đũa như vậy mà ăn Việc này cứ tiếp tục như vậy Chúng sẽ học được điều gì Tôi thích làm theo ý tôi Cậu bất giáo Tính nải thiên Cho nên con nít bây giờ rất khó dạy Chúng ta cẩn thận mà xem xét Vì sao người mấy năm về trước Đều tuân theo quy củ Phương pháp của họ Sốt cuộc ở đâu ở đâu vậy? Ở trong đệ tử quy Nhưng mà phải thật sự làm Thì bạn mới đạt được lợi ích Khổng Dung đã nhường quả lê lớn cho anh trai ăn Cho nên Tiền của nhẹ Người anh trai Khi cầm lấy quả lê lớn của em Thì sẽ càng yêu thương em trai hơn các bạn xem em ra lúc nào cũng nghĩ đến chúng ta Chúng ta làm anh lớn sẽ càng ngẩng cao đầu ưỡn ngực Chạy đến phía trước Bảo vệ em trai của mình Đây là từ trong tài vật Hiểu được Cách thí xã tài vật Còn nữa Vào thời ngũ đại Có một người tên là Trương Sĩ Tuyển cũng là một người đọc sách. Cha của anh đã qua đời khá sớm. Anh đã được người chú nuôi dưỡng. Lúc anh được 17 tuổi, chú anh đã nói với anh: "Cháu đã lớn rồi, chúng ta bây giờ sẽ phân chia tài sản của tổ tiên thành hai phần, cháu một phần, chú một phần." Kết quả là Trương Sĩ tuyển lập tức nói với chú là: "Thưa chú, Chú có bảy người con Vì vậy, vậy nên chia tài sản làm tám phần Người chú nói không được Chú là thay cho cha của cháu Nên phải chia thành hai phần Mặc dầu Trương Sĩ Tuyển lúc đó mới có 17 tuổi Anh ta vẫn rất kiên trì Quyết định là đòi chia làm tám phần Sự nhường nhịn như vậy Có thiệt thòi hay không? việc nhường nhịn như vậy là cho đi điều gì cho đi đức hạnh của anh ta nhường vì sự hòa thuận an vui của gia đình nhường luôn cái tâm lượng của anh lượng lớn thì phước lớn cho nên khi anh lên kinh ứng thí đột nhiên gặp được một người xem tướng vừa đi qua thì nhìn thấy người này trên mặt sao có nhiều đường dân âm đức như vậy chắc là thích rất nhiều âm đức vị tiên sinh đoán mệnh này đã nói với anh lần này anh nhất định sẽ đổ cao quả nhiên như vậy trong kỳ thi lần đó anh đã đổ cao cho nên chúng ta tin là tấm gương này của anh sẽ truyền đến đời con cháu của anh nhất định sẽ là từng đời từng đời đều có sự phát triển rất tốt vì vậy các bạn xem sự nhường nhịn như vậy Tương ưng với tự tánh của chính mình Nên khi người ta hiểu được là Trong mạng có thì nhất định sẽ có Trong mạng không có thì đừng nên Cưỡng cầu Hiểu được đạo lý này rồi Thì tâm an lý đắc Sẽ không còn lo được lo mất Thường suy nghĩ đến việc tranh chấp với người khác để hiểu rõ chân tướng của số mạng chúng ta cần phải đọc một cuốn sách rất hay tên là liễu phàm tứ huấn hiểu được đạo lý rồi thì tâm sẽ bình lặng sẽ không còn tranh chấp nữa tiên sinh viên liễu phàm lúc còn trẻ gặp được một vị đoán mạng rất giỏi tên là khổng tiên sinh vì khổng tiên sinh này chính là truyền nhân của môn hoàng Cực số chính truyền Từ thiệu tử của Trung Quốc Cho nên đoán mạng rất là chuẩn xác Các vị ở đây chắc đã từng kinh nghiệm đoán vận mạng rồi Có không vậy? Tôi nghe nói hiện nay đi xem tướng đoán mạng rất là đắt phải không? Dẫn mạng con người nếu như đoán được chính xác Vậy thì bạn thật là đã uống phí đời này rồi Không có thành tích gì cả Bởi vì điều này cho thấy chúng ta đã không sử dụng tốt cuộc đời này của chúng ta Vì sao có thể đoán chính xác được số mạng như vậy? Bởi vì nghiệp thiện ác của mỗi người Đều thể hiện ra trong cuộc đời này của người đó Nên mới có thể đoán ra được Vì thế người bình thường đều cảm thấy xem tướng số thật là chính xác nhưng có một vài người số mạng của họ lại không thể đoán được chính xác là những người nào vậy có hai loại người mà không thể đoán được mạng của họ một là người đại thiện hai là người đại ác người bình thường thì đều có nhiều hành vi ác nhỏ và hành vi thiện nhỏ tâm lượng lại không rộng mở nghĩ đến đều là con tôi Cháu tôi Vợ tôi Nhà tôi Tiền của tôi Đừng nghĩ đến những thứ này Cũng không làm việc gì đại thiện và đại ác cả Cho nên số mạng của họ đều đoán được rất chính xác Kỳ thực số mạng cũng được cộng trừ nhân chia Thí dụ nói trong số mạng của bạn Có 10 triệu Kết quả sau khi bạn làm một vài việc thiện nhỏ Mười triệu cộng với bao nhiêu? Năm mươi ngàn Cho nên đoán trúng là phải Bạn làm một vài việc ác nhỏ Sẽ biến thành chín triệu chín trăm năm mươi ngàn Cũng vẫn đúng mà Tuy nhiên giả như bạn đã làm được rất nhiều việc thiện Mười triệu nhân lên năm Sẽ được bao nhiêu? Năm mươi triệu Như vậy tuyệt đối không còn chính xác nữa Giả như bạn làm những việc trái luân thường, đạo lý mười triệu này sẽ chia cho năm sẽ trở thành hai triệu sẽ không còn đoán chính xác được nữa vì vậy chúng ta cần hiểu là cho dù người này dùng những thủ đoạn phi pháp để tranh đoạt tài vật anh ta tranh được hai triệu như vậy cũng là trong mạng của anh vốn có như vậy anh ta tranh đoạt được hai triệu và còn dương dương tự đắc anh xem tôi lợi hại chưa kỳ thực anh ấy đã bị lỗ đến tám triệu rồi cho nên có câu quân tử vui làm quân tử bởi vì tâm ăn lý đắc rồi nhưng tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân anh ta tranh được hai triệu mà không biết là còn mạng để mà xài hay không bởi vì anh ta đã làm việc xấu vi phạm pháp luật thì có thể là không bao lâu sẽ bị bắt bỏ tù những người như vậy có nhiều không nhiều. Bởi vì hiện nay là chủ nghĩa tranh lợi nên rất nhiều người ở trong hoàn cảnh nào cũng đều bí quá, quá liều. Kỳ thực chúng ta nhìn thấy những người như vậy đều thấy tiếc cho anh ta. Anh ta vốn là người có đại phước. Chỉ vì không được giáo dục tốt nên đã phá hỏng cuộc đời của chính mình. Cho nên chúng ta Đối với loại người này Nên có tấm lòng Xót thương họ Bởi vì người xưa bất thiện Không hiểu đạo đức Là vì không có người dạy Nên không thể trách họ Cha mẹ của họ cũng không dạy Ông bà của họ cũng không dạy bảo họ Các bạn xem hiện nay Nếu như tôi trúng tuyển làm giáo viên Bạn bè người thân sẽ hỏi câu đầu tiên là câu gì một tháng kiếm được bao nhiêu tiền vậy? Cho nên người xưa đã không dạy chúng ta Con người có thể tạo ra vận mệnh của chính mình Chỉ cần mở rộng tâm lượng Nhưng lại không có ai dạy cả Chỉ có dạy phải mưu cầu lợi lộc mà thôi Nên khi những vụ hoặc xuất hiện Thì chúng ta đương nhiên là chống chọi không nổi Được rồi Hiểu rõ được vận mệnh thì lý đắc tâm an bạn mới có thể tiền của nhẹ oán nào sanh được trong gia đình mới tràn đầy bầu không khí vui vẻ hòa thuận vì khi chúng ta nhìn thấy các em học sinh đang tranh nhau thì sẽ làm sao hôm đó các em học sinh của một lớp được ăn trái cây ăn dưa hấu dưa hấu đã được cắt ra để ở trên bàn rồi rất nhiều em học sinh đều ăn cơm giỏi vàng như hổ đói để làm gì? Ăn xong cơm thì lập tức chạy như bay đi giành lấy miếng dưa hấu to nhất. Cái gì bằng hữu, nếu như là học trò của các vị thì sẽ làm sao? Các vị sẽ nhìn thấy một đám nhốn nháo, hỗn loạn. Vị giáo viên này cũng rất là điềm tĩnh, thầy nhìn thấy cảnh tượng nhốn nháo như vậy nhưng vẫn không nói năng gì. Để các em ăn cơm xong rồi, ngủ trưa dậy rồi, vào tiết học đầu giờ chiều thì thầy ấy mới nói, "Này các em, nếu như các em giành được miếng dưa hấu đầu tiên, giành được miếng to nhất thì sẽ tạo ra kết quả gì? Tạo ra ảnh hưởng gì? Các em thử nói cho thầy nghe xem." thầy giáo cũng không nêu ra em nào đã dành miếng dưa to nhất không hề để chừa lối thoát cho em học sinh đó kết quả rất nhiều em học sinh đều nói bạn đó thật là ích kỷ nên mới dành với mọi người miếng to nhất thầy giáo tiếp theo nói người như vậy các em có muốn chơi với bạn ấy không đương nhiên là không muốn thông qua tình huống này người thầy muốn các em học sinh hiểu rằng Mỗi một hành động của các em đều ảnh hưởng đến hình ảnh của các em Trong lòng của người khác Nếu không thì các em sẽ bị lợi làm mờ mắt Bị dục vọng sai khiến Chỉ nghĩ đến việc dành phần lớn nhất Mà không nghĩ đến sẽ gây ra hậu quả gì Tiếp theo thầy giáo nói Nếu như em học sinh đó giành được miếng dưa to nhất Em ấy sẽ rất vui Nhìn chóng ăn hết nó thì nhất định rất có hại cho dạ dày Có đúng hay không? Bởi vì ăn quá nhanh sẽ không tốt cho tiêu hóa Mặt khác Em đã giành được miếng dưa to nhất Thì vui được bao lâu? Trong chốc lát Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của những người khác Nhìn em thì sao? Niềm vui đó sẽ nhanh chóng biến thành điều gì? Cảm giác khó chịu Hơn nữa Khi em đó giành được miếng to nhất thì lần sau em đó sẽ muốn lấy cái gì cũng là miếng to nhất nữa nếu mà lần sau em ấy không giành được thì niềm vui của em sẽ trở thành cái gì sự đau khổ tức chết đi được không giành được rồi khi mà một người lúc nào cũng muốn giành được phần tốt nhất đến khi người đó không có cách nào giành được thì sẽ như thế nào người đó có thể sẽ suy nghĩ đến đều bất chánh là đi ăn trộm hoặc ăn cướp thầy giáo nói xong cũng không đưa ra lời kết luận mà để cho các em học sinh thảo luận với nhau kết quả là ngày hôm sau cảnh ăn dưa hấu không còn như cũ nữa các em đi đến đều lấy miếng dưa nhỏ nhất Cho nên thật sự là Phụ huynh và thầy giáo Chỉ cần chịu dạy bảo thì con trẻ sẽ rất dễ dàng tiếp thu Vì vậy tiền của nhẹ Oán nào xanh Một đứa trẻ mà luôn luôn biết nhường nhịn Sẽ nhận được sự chiếu cố đặc biệt Của bậc trưởng bối Được rồi Câu tiếp theo Lời nhường nhịn Tức nhận mất Người ta khi sống chung với nhau Tình hướng xảy ra xung đột nhiều nhất Đều là vì lời nói Khi lời nói làm nảy sinh xung đột Thì tục ngữ có câu là Bởi vì bạn có xung đột Thì lửa giận mới bốc lên Nhất niệm sân tâm khởi Bá dạng chướng môn khai Chứ ngày này ở đâu? Chúng ta hãy suy nghĩ mà xem Nói lời không tốt khi người tức giận Thì sẽ tạo ra ảnh hưởng gì Trăm nghìn chướng ngại Liền xuất hiện ngay Gọi là chướng môn khai Chướng ngại Điều gì của chúng ta Tâm lượng Cũng làm chướng ngại Đến mối quan hệ tốt đẹp Giữa người với người Bạn có thể tức giận Nổi nóng trong 5 phút Thì bạn cần phải mất bao lâu mới có thể tiêu trừ hậu quả gây ra bởi tâm nóng giận. Mất bao lâu? Cho nên có câu là lúc nổi giận phải nghĩ đến hậu quả gì sao? Câu này nằm trong phần chính điều suy xét của người quân tử nhắc nhở chúng ta không được tức giận, phải cẩn thận, thậm chí có thể nói là không thể quay đầu lại được Cho nên lúc nổi giận phải nghĩ đến Hậu quả về sau Tục ngữ còn có câu Lợi đau cát thể ngân dị hợp Lưỡi dao sắc cắt vào thân thể Thì khoảng 1-2 tuần Là có thể lành Nhưng mà ác khẩu tổn thương người Sẽ lưu lại trong tâm đến bao lâu hận này khó phai đời người ngắn ngủi như vậy vì sao không sống với nhau cho tốt chúng ta nhìn thấy kết quả như vậy nên từ từ mà tìm phương pháp để đối trị sự nóng giận của mình mà công phu đối trị này cần phải luyện đến trình độ thế nào luyện đến trình độ của chữ nhẫn chúng ta nhìn xem đây là chữ hội ý vì sao gọi là công phu nhẫn nhục Phía trên là chữ đau Bên dưới là chữ tâm Ý nghĩa chính là người khác Cầm dao đâm vào trong tim của chúng ta Mình cũng phải như như bất động Bất kể người khác mắng chửi như thế nào Tôi cũng không đáp lại Một bàn tay sẽ không thể dỗ thành tiếng được Nếu các vị nhẫn được đến công phu này nhất định sẽ khiến cho những người xung quanh rất nể phục vì vậy nhẫn là một học vấn to lớn các vị phải luôn luôn khảo nghiệm công phu nhẫn nhịn của mình thí dụ hiện nay đang nghe giảng bài cũng là đang thử nghiệm sức nhẫn nại có phải vậy không nhẫn để không ngủ gục trước đây có một bạn học nữ nói với tôi là thầy thái à văn hóa thánh hiền thật là hay nhưng mà sự nhẫn nhịn này rốt cuộc là phải nhẫn nhịn đến bao giờ cô ấy đối với việc nhẫn nhịn này cũng là bất đắc dĩ tôi nói nếu như chị có tâm thái như vậy tôi bảo đảm với chị là chị nhất định sẽ nhẫn cho đến khi núi lửa phun trào thí dụ như sau khi học xong bài này rồi Biết được rằng vợ chồng cần phải thông cảm cho nhau Nên sau khi cô về nhà Đột nhiên trở thành người rất chăm chỉ Bắt đầu quét nhà Dọn dẹp nhà cửa Nhưng chồng của cô lại không nhìn thấy Bởi vì cô vừa quét Vừa nhìn chồng xem anh ấy có để ý đến hay không Cô quét được một tuần rồi Mà người chồng vẫn không có phản ứng gì Thì Cô đã lửa giận bốc lên Sau đó cũng dứt luôn cây chổi xuống đất em làm nhiều việc như vậy sao anh lại không để ý đến chứ nếu không nhẫn được câu nói tức giận này để nó thốt ra thì sẽ như thế nào công lao trước đây đều mất hết chồng của cô sẽ nhìn cô một cách lạnh lùng rồi nói còn nói là đang học được tử quy sao cho nên công phu nhẫn nhịn chính là nhẫn nhịn một cách khôn ngoan nhẫn nhịn là vì nghĩ cho đại cuộc bởi vì mỗi một người thí dụ như nói về vợ chồng vốn xuất thân từ gia đình không như nhau cho nên thói quen sinh hoạt khác biệt rất lớn nên có câu băng đóng ba thước không phải do một ngày giá lạnh chúng ta đã hiểu rồi hiểu được là sự thay đổi tuyệt đối không phải là việc có thể làm một lần là xong lúc này thì chúng ta mới có thể yên tâm người khác có đúng hay không là chuyện của họ bản thân mình đã làm tròn bổn phận chưa đều là những việc nên làm vậy mới có thể tâm an lý đắc mà làm tự nhiên việc làm thân giáo của ta sẽ truyền sự ảnh hưởng đi ta cứ để nó diễn biến đến lúc điều kiện chính mùi khi chúng ta hiểu được rồi thì sẽ có thể bao dung Bây giờ các vị về nhà Vậy con cái phải siêng năng chăm chỉ Như các vị đừng vì thấy chúng Chưa thể chăm chỉ ngay mà nổi nóng lên Đây không phải là lỗi của con cái Là ai đã sai Do thái độ của chính chúng ta không đúng Cho nên việc nuôi dưỡng thói quen Cần phải có một quá trình Từ từ từng bước một Chúng ta còn cần phải thuận theo tự nhiên mà làm những nhịn vì nghĩ cho đại cuộc. Bởi vì trong gia đình nếu như vợ chồng thường cãi nhau, trong công ty các đồng nghiệp nếu như thường tranh cãi, thì bầu không khí trong gia đình và đoàn thể sẽ như thế nào? Rất là xấu, gia đình và đoàn thể sẽ suy bại. Nếu chúng ta nhẫn nhịn được, đó chính là nghĩ cho đại cuộc. Đồng thời khi các vị có thể luôn luôn nhường nhịn sẽ đánh thức được tâm hổ thẹn của đối phương cho nên chữ nhẫn này là nhẫn một cách khôn ngoan nhẫn là vì nghĩ cho đại cuộc lúc chúng tôi đi giảng ở bắc kinh có một phụ nữ độ khoảng năm mươi mấy tuổi đã học xong phần biểu hiện người em Ngày hôm đó cô đã gọi điện thoại cho em gái Bởi vì họ chỉ vì một lời nói mà chị em Hai năm trời không nói với nhau một câu nào Cho nên cô ấy sau khi nghe giảng xong Cảm thấy chính mình đã sai rồi Nên lập tức gọi điện cho em gái Điện thoại vừa có người bắt máy thì cô ấy nói Em à, chị xin lỗi Kỳ thực cô mới nói có ba từ chị xin lỗi thì em gái cô đột nhiên đã òa lên khóc nức nở kỳ thực hai người họ đều như thế nào họ đều buồn phiền ở trong lòng tôi nói may quá mới có hai năm thôi nếu như cứ tiếp tục như vậy thì nhất định hai người họ được xếp vào những người có nguy cơ cao về ung thư và tắc nghẽn mạch máu tại vì sao lại khổ đến như vậy chứ cho nên các vị xem Chỉ một câu xin lỗi thôi Thì toàn bộ sự hiềm khích đều được hóa giải Khi hóa giải rồi Thì không chỉ tảng đá trong tâm có hai chị em được lấy ra Mà tảng đá trong tâm có ai cũng được lấy ra vậy Của cha và của mẹ Cho nên đời người thật sự là có thể đạt được hạnh phúc viên mãn chỉ cần chúng ta bỏ đi được những thói quen xấu, những chấp trước không tốt này thì nhất định cuộc đời càng lúc càng viên mãn hơn. Bây giờ chúng ta hiểu rằng cần phải biết cách giảm bớt sự tức giận và ngăn chặn nó. Các vị bằng hữu, trong lúc các bạn tức giận thì làm cách nào để ngăn chặn nó? Các bạn dùng phương pháp gì? Chúng ta hãy thảo luận một chút mọi người có thể thấy người tốt nên sửa mình cùng nhau trao đổi để học hỏi có phương pháp gì cái gì bằng hữu từ bi thương xót rất tốt chính là mở rộng tâm lượng thì tự nhiên sẽ không còn chướng ngại còn phương pháp nào nữa không phương pháp này rất cao Tôi chắc chắn phải luyện tập năm ba năm mới được Cho nên việc đối trị cơn tức giận quả thật rất quan trọng Bởi vì khi mà cơn giận của một người chưa được tiêu tan Thì nó sẽ chướng ngại toàn bộ trạng thái thân tâm của người đó Tôi tại Thượng Hải có thảo luận với rất nhiều người bạn Họ đều nói là Hãy gọi điện thoại khóc lóc Kể lễ với người khác giải tỏa cơn giận đó một chút tôi nói vậy anh kể lễ xong thì sẽ cảm thấy thế nào anh ấy nói thoải mái hơn nhiều tôi nói anh thoải mái hơn nhưng người kia thì không thoải mái người bạn kia nghe xong rồi nói cuộc sống thật ngắn ngủi khổ sở sao lại có nhiều xung đột đến như vậy cho nên chúng ta không thể mang rác đem quăng ở chỗ người khác rất nhiều người đang phải làm cái thùng rác có phải không làm thùng rác thì sẽ phát sinh ra tình trạng gì sẽ có lúc rác sẽ đầy thùng các bạn xem có rất nhiều người chuyên môn đi chữa bệnh tâm lý cho người khác đến sau cùng thì người đó sẽ như thế nào cho nên chúng ta muốn đạt được cảnh giới càng cao thì càng phải làm cái lò đốt rác rác vừa đổ vào thì lập tức sẽ như thế nào đem chúng đốt hết cho nên việc này cần dựa vào đức hạnh của chúng ta, giống như vị bạn học lúc nãy có nói, dùng tâm từ bi, tâm nhân ái. Kỳ thực, câu trả lời đã nằm trong chữ viết rồi. Cho nên sau này chúng ta đối với chữ viết ngày càng thêm tôn kính. Bởi vì tổ tiên đã tạo ra một loại chữ viết duy nhất trên toàn thế giới có thể diễn giải triết học nhân sinh chính là chữ viết của nước ta ngoài ngôn ngữ này ra không có ngôn ngữ nào khác sánh bằng chúng ta hãy nhìn chữ nộ là chữ hội ý phía trên là chữ nô bên dưới là chữ tâm biểu thị rằng một người đang lúc tức giận thì tâm của người đó đang làm nô lệ Bị cái tâm tập khí xấu này xỏ mũi dắt đi Nó muốn người đó đi về hướng đông Anh ta không thể đi về phía tây Chúng ta hãy quan sát Rất nhiều người sau khi nổi nóng Hồi nãy tại vì sao mình lại như vậy Rất hối hận Có đúng không Nhưng cũng không có cách nào Để lấy lại được Có một người cha Đứa con của mình Tánh tình rất hay nổi giận Ông muốn dạy dỗ đứa con này Ông đã nói với nó Từ hôm nay nếu như con nói giận Thì hãy đến chỗ cây cột gỗ ở đằng sau giường Đóng vào một cây đinh vào đó Đứa con mỗi lần tức giận Đều đi đóng vào cây cột một cây đinh Lúc mới bắt đầu thì một ngày đóng đến năm sáu cây đinh Đóng được vài ngày sau Người con giật cả mình Wow, dày đặc luôn rồi Người con đột nhiên cảm thấy Ồ, tánh tình của mình tại đến mức gì sao Kỳ thực rất nhiều người tánh tình hay nổi nóng Cũng có lúc nói là Tánh tình của tôi cũng không đến nổi Nếu là mấy năm trước đây Thì không biết anh đã biến thành thứ gì rồi Vẫn không biết Tánh tình mình không tốt Cho nên đứa con sau này phát hiện liền bắt đầu giảm bớt qua một thời gian thì không còn nổi nóng nữa Người cha của đó đã nói là Chỉ cần con hôm nay không nổi giận Thì hãy nhổ một cái đinh ra Người con nhổ đinh ra với cảm giác đã thành công Nhổ nhổ ra Rồi cũng có một ngày nhổ xong hết Anh rất vui mừng đã chạy đến bên cha báo cáo Con đã nhổ hết đinh rồi Cha của anh từ tốn Dắt anh đến trước cây cột gỗ rồi nói Mặc dù con đã nhổ hết đinh ra rồi Nhưng con đã để lại biết bao cái lỗ thủng Liệu có thể quay trở lại tình trạng lúc ban đầu được không? Không thể nào Cho nên dao sắc cắt da thịt còn dễ lành Ác khẩu tổn thương người Hận khó phai đến lúc các vị có thể xin lỗi cỡ nào cũng không thể lấy lại được quan hệ như xưa cho nên chúng ta đã hiểu ra thì càng nên cẩn thận lần sau khi nổi giận thì lập tức nghĩ đến lời nhường nhịn tức giận mất câu kinh văn này sẽ như một luồng sáng chiếu vào đầu các bạn các bạn có làm được không phải sáng tối đọc một lần đệ tứ quy Thì bảo đảm sẽ có hiệu quả như vậy Bởi vì ở Bắc Kinh có một vị bằng hữu Anh thật sự làm được buổi sáng và tối đọc kinh văn một lần Anh nói điều mà anh khó sửa đổi nhất chính là Người có lỗi chế dạch trần Chuyện anh A đúng anh B sai nói riết quen rồi Hiện giờ tuy học kinh văn nhưng vẫn không sửa đổi được Tuy nhiên lúc anh bất chợt muốn mở miệng nói thì câu kinh văn này hiện ra, anh lập tức ngậm miệng lại rất có hiệu quả. Chúng ta có thể ghi nhớ câu kinh văn này hoặc là ghi nhớ câu đơn giản hơn là lúc nổi giận phải nghĩ đến hậu quả về sau. Sống phải có chí khí, tuyệt đối phải làm chủ cuộc đời của chính mình, không được để những thói quen xấu này làm chủ số phận của chúng ta cái gì phải đề khởi tinh thần này để đối trị tập khí từ tức giận chuyển thành tha thứ hai chữ này có giống nhau không giống bớt bên này một tí gọt bên kia một tí thì sẽ thành chữ thứ thôi phía trên là chữ như bên dưới là chữ tâm là chữ hội ý biểu thị phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác dùng tấm lòng của họ dùng cách nhìn của họ mà xem xét sự việc thì sự tức giận của chúng ta có thể giảm đi một nửa trong quá trình tôi dạy học trò có một nhà em học sinh có hành vi khá là bướng bỉnh khi chúng ta nhìn thấy như vậy liền cảm thấy sao đã lớn như vậy rồi mà lại có những hành vi như vậy Tuy nhiên chúng ta không thể cứ chăm chăm vào kết quả Mà phải tìm hiểu nguyên nhân Khi chúng tôi hiểu được hoàn cảnh gia đình của các em Cảm thấy sao lại đáng thương như vậy Không người chăm sóc Nên các em mới có những thói quen xấu như vậy Ngay lập tức chúng tôi từ nộ Chuyển thành thứ Từ tức giận chuyển thành từ bi. Tôi đã từng làm việc trong trường tiểu học, có một em học sinh ăn cắp tiền, ăn cắp bao nhiêu tiền vậy? ăn cắp một trăm ngàn tệ, nhưng em ấy chỉ muốn lấy một tờ một ngàn tệ mà thôi. Đúng lúc hôm đó, vị đồng nghiệp của tôi nhận được một ít tiền có thể là em học sinh đó đã nghe được tin này cho nên chúng ta là trưởng bối trong lúc nói chuyện cũng phải cẩn thận tiền bạc không thể phơi ra nếu để tiền bạc hớ hên thì có thể tạo thành động cơ phạm tội cho bọn trẻ đứa trẻ này chỉ muốn lấy một tờ thôi nhưng vì lấy cấp trong tình thế cấp bách đồng nghiệp của tôi cũng rất cảnh giác khi phát hiện thấy em học sinh này vẫn còn trong trường lập tức chạy nhanh đến bảo em đã dừng lại em quay lại cho thầy bởi vì muốn cho đứa trẻ này một bài học nên thầy đã mời cảnh sát đến để viết biên bản mong rằng em học sinh đó sẽ nhớ lấy bài học lớn này Em học sinh này Sau khi trải qua vụ việc Đã ngồi lại Lối đi trên cầu thang Vừa lúc tôi không có tiếc dạy Đã đi ngang qua chỗ đó Nhìn thấy lưng của em Mặc dù không nhìn thấy mặt của em Nhưng vẫn cảm nhận được Em rất cô đơn Nên tôi đã đi đến bên cạnh Ngồi xuống bên cạnh em Lúc này sự yên lặng Còn có ý nghĩa hơn mở lời nói Tôi trước tiên để cho em tĩnh tâm lại Kết quả khoảng hơn một phút sau Em đã mở miệng nói Em nói thưa thầy em muốn chết Đời người như một vở kịch Chúng ta làm giáo viên cũng phải biết cách diễn Đừng nghe học sinh nói rất muốn chết Thì vội nói em không được chết Không được như vậy mà phải bình tĩnh tôi hỏi em vì sao em muốn chết phải để cho em tìm ra nguyên nhân em nói thưa thầy bởi vì không có ai thích em cả người nào cũng ghét em tâm trạng của em không được tốt cho nên chúng ta phải biết an ủi đúng lúc nên tôi liền nói giáo viên nào thầy giáo trợ giảng nào ghét em hay sao bởi vì trường của chúng tôi có hai vị thầy giáo đối với em rất tốt trong đó có một vị là thầy giáo trợ giảng người còn lại là ai các bạn không biết sao chúng ta không nên nói về bản thân trước như vậy không được khiêm tốn cho lắm cho nên tôi đã nhắc đến thầy giáo đó trước em nghe xong tâm trạng tốt lên một chút tôi lại nói vậy thầy thái có ghét bỏ em không em lắc đầu tâm trạng của em đã ổn định rồi lúc này chúng ta mới có thể nói chuyện với em tôi nói mọi người không thích em là do nguyên nhân gì em đã nói bởi vì em thường đánh người chửi người ta vì chỉ cần em không đánh không chửi nữa thì người ta chẳng phải sẽ thích em sao kết quả em đã nói một câu khiến tôi cảm thấy rất sâu sắc em nói thưa thầy em rất muốn sửa đổi nhưng em không sửa được đây là lời của một em học sinh lớp 6. em cảm thấy không thể kiểm soát nổi cuộc đời của chính mình vì vậy không thể để cho bọn trẻ tưởng dưỡng thói quen xấu khi cuộc đời của chúng đã bị thói quen xấu điều khiển rồi thì cuộc đời đó không thể nào tưởng tượng nổi vì vậy tôi đã giao ước với em tôi lấy ra một cuốn dở bên trái ghi chữ thiện bên phải ghi chữ ác học theo công quá cách tôi nói với em hôm nay em làm được việc nào tốt thì viết vào đây làm việc nào xấu thì tự mình viết ra chỉ cần yêu cầu bản thân ngày mai tốt hơn ngày hôm nay. Thực sự mà nói, hành vi này em đã làm 10 năm rồi, muốn em sửa đổi mà chỉ cần bỏ ra 3 năm thôi thì chắc các bạn là thầy giáo nổi tiếng một đời rồi. Cho nên chúng ta cần tâm nhẫn nại để bao dung em. Chúng ta phải chuyển tâm giận dữ thành tấm lòng khoan thứ khi các bạn luôn có tấm lòng khoan thứ thì tôi tin là cuộc đời này của các bạn cũng sẽ thay đổi được rồi anh thương em em kính anh anh em thuận hiếu trong đó chúng ta bây giờ đọc câu này có cảm nhận nó khác với trước đây hay không bởi vì chúng ta đã xem qua rất nhiều tấm gương của các vị thánh hiền tiền của nhẹ oán nào xanh lời nhường nhịn tức giận mất chúng ta hãy xem câu tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau đọc câu này hoặc ăn uống hoặc đi đứng người lớn trước người nhỏ sau lớn gọi người liền gọi thay người không có mình làm thay hoặc ăn uống hoặc đi đứng người lớn trước người nhỏ sau làm con cái phải biết tôn trọng người lớn một phần tâm cung kính phải được thực hiện trong từng ly từng tí của cuộc sống cho nên câu này đã nêu ra một vài động tác thứ nhất là ăn uống khi con cái nhìn thấy thức ăn trước tiên phải gấp cho người lớn đức hạnh của chúng từ trong việc gấp thức ăn này sẽ được nâng cao Chúng tôi có một học sinh Em mới 7 tuổi Em học kinh điển Đã học được một tuần lễ Trước đây giống là ông bà nội gấp thức ăn cho em Từ một tuần đó vì sao Em đã chủ động gấp thức ăn Cho người trong nhà Một người trong nhà nhìn thấy lập tức Cảm thấy rất vui lòng Càng thêm công nhận đối với nền văn hóa của thánh hiền người hiện giờ rất là thực tế cho nên chúng ta phải dạy tốt con cái để chúng có thể tác động lên phụ huynh tuy nhiên để giáo dục gia đình chân thật có được bước phát triển tốt thì trước tiên vẫn phải do phụ huynh thực hiện trước trong bài học lần trước chúng ta đã nói đến Dạy con cái thì trước tiên Phải dạy mình trước Dạy con cái thì trước tiên phải dạy mình trước Bởi vì Trên làm Dưới noi theo Dễ như hôm nay con của các bạn đang thực hiện đệ tử quy Mà cha mẹ lại không học không làm Thí dụ như Trong đệ tử quy có câu Nón quần áo để cố định chớ để bừa tránh dơ bẩn nhưng khi cha về đến nhà cởi vớ dứt ra rồi nằm xuống xem báo con cái sẽ cảm thấy sao lại như vậy bảo mình làm mà cha lại không làm chứ vậy nó có cam tâm làm không không cam tâm nếu các bạn là người mẹ thì sẽ làm sao tôi lại mắc thói quen xấu nữa rồi những người làm thầy giáo thường thích đặt câu hỏi Tình huống này có khả năng xảy ra đúng không? Vậy ta làm sao? Lập tức đi đến nói Anh không biết con đang học để thức quy sao? Mau nhặt nhớ lên cho em Vậy thì chồng các bạn nhất định sẽ nói Thôi đi đừng học mấy thứ đó nữa Có một người mẹ nói với con cô là Cha của con cả ngày làm việc rất vất vả con nên nhanh đến giúp cha nhặt đôi vớ đó đi Con xem cha mệt như vậy kìa Nếu nhìn từ góc độ này Thì con cái sẽ chấp nhận Kỳ thực cha mình vừa mới tan sở Nên đứa con sẽ đi nhặt đôi vớ Người chồng nhìn thấy cảnh này sẽ như thế nào Đúng vậy Chẳng phải như vậy sẽ dạng toàn sao Cho nên thực sự là những hành động đời thường Có thể viết nên câu chuyện hay trong cuộc sống Hoặc ăn uống Hoặc đi đứng Người lớn trước, người nhỏ sau Cho nên ngồi cũng vậy, đi đứng cũng vậy Người nhỏ đều phải đi sau, ngồi sau Chúng tôi ở Hải Khẩu và Thẩm Quyến Những đứa trẻ sau khi đã học xong đệ tử quy Khi vào trong thang máy Đều bấm nút mở cửa tôi nhường thầy giáo đi trước tuy nhiên chúng tôi có nói với các em khi đi thang máy thì các em nên vào trước vì sao vậy sợ là các em còn nhỏ có khi không thể điều khiển được cánh cửa sẽ gây ra nguy hiểm cho nên dù đây là nguyên tắc nhưng phải có sự ứng biến linh hoạt mới được có một đứa trẻ theo đoàn giáo viên chúng tôi đến thẩm quyến diễn giảng đứa trẻ này cũng không đơn giản em đã học kinh điển được mấy năm rồi mặt của nó tròn trĩnh tai của nó rất to tôi nhìn thì cảm thấy em là người có phước lớn phước lớn nhất là cái gì có thể nghe được lời dạy của thánh hiền đây là đại phước của cuộc đời cho nên khi em theo các vị thầy đi diễn giảng có người tặng cho chúng tôi một hộp bánh bên trong có 10 cái bánh ăn thật rất là ngon mỗi người đều được một cái đều ăn hết Đứa trẻ này từ trong phòng chạy ra nói Cái bánh này ngon quá Còn nữa không ạ à? Mọi người ăn hết chín cái Còn lại một cái Em đã đi đến cầm cái bánh đó Sau đó đi đến trước mặt tôi Em nói cái bánh này nên dành cho thầy Thái Em không nhường cho người lớn ăn trước Mà em còn biết phán đoán nên nhường cho ai trước Cho nên các vị thấy những đứa trẻ Có lễ phép, có ngốc không, không hề ngốc Những đứa trẻ có lễ phép Đều luôn biết tôn trọng người khác Nghĩ cho người khác đầu óc linh hoạt Người hiện nay đã hiểu sai từ hoạt bát rồi Cái gì là hoạt bát? Chạy nhảy không ngừng thì gọi là quạt bát Chúng ta lúc xếp hàng ở phi trường Thấy rất nhiều đứa trẻ đứng không yên Cứ chạy tới chạy lui Những người khách đứng sau Lại nói đứa trẻ này thật là hoạt bát Sao gọi là quạt bát được Nó gọi là tùy tiện Không có gia giáo Cho nên Sự quạt bát chân thật Chính là suy nghĩ linh hoạt lúc nào cũng biết nghĩ cho người khác đó mới là hoạt bát chân thật cho nên những người có lễ phép tuyệt đối không phải là người học đến đần người ra hoặc ăn uống hoặc đi đứng người lớn trước người nhỏ sau thói quen này sẽ tác động lên tâm cung kính của trẻ nhỏ Thói quen này còn có khả năng ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp về sau của đứa trẻ. Các bạn có tin không? Chúng tôi đã từng nói chuyện qua với hiệu trưởng của một trường mẫu giáo. Ông ấy nói với tôi, ông đã mời đến một vị giáo viên mới 20 tuổi đến dạy mẫu giáo. Ông nói, có một lần ông có một khách đến từ Quảng Đông ông đi tiếp người khách quảng đông này cũng dẫn theo một vài thầy cô giáo cùng đi ăn cơm những thầy cô giáo này có mấy vị là người hồ nam người hồ nam thích ăn cái gì ớt còn người quảng đông thì lại không ăn cay mời khách người quảng đông thì nên gọi món gì gọi món quảng đông gọi xong rồi thì bắt đầu ăn những giáo viên này đã nói sao món này khó ăn như vậy món kia sao cũng khó ăn thế dẫn mấy giáo viên này đến để làm gì dẫn họ đến để chăm sóc khách hàng nhưng kết quả họ đến để làm gì để phá rối sau cùng cũng dọn lên một món cay Vị hiệu trưởng đã đem nó xoay đến trước mặt vị khách vị khách gấp được một đũa thì mấy vị giáo viên kia lập tức xoay thức ăn đến trước mặt mình để ăn vị hiệu trưởng xoay món đó lại cho khách thì các giáo viên lại xoay đó lại cho chính mình những nhân viên như vậy các vị có dám sử dụng hay không không làm nên trò trống gì chỉ có phá đám là giỏi cho nên Một đứa trẻ mà luôn hiểu lễ Khi xử sự Các bạn giao việc cho nó Các bạn sẽ cảm thấy như thế nào Rất yên tâm Vì vậy khi cấp trên Mà dẫn cấp dưới đi ăn tiệc Thì phải dẫn những người biết gấp thức ăn Biết rót rượu Phải dẫn mấy người như thế đi Có phải vậy không Đúng không Đúng rồi Rót rượu phải rót cho thật tự nhiên, như vậy chứng tỏ rằng từ nhỏ đã biết cách đối đãi với trưởng bối. Có thái độ như vậy cũng là gì? Tương lai thế hệ sau này của chúng ta mà trải sẵn một con đường tốt. Tốt rồi, hôm nay xin dẫn đến đây, cảm ơn mọi người. Cẩn dịch. Bằng biên dịch, Tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail.com người đọc hành quan phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ Trên đền bốn ơn nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô A Di Đà Phật